10 năm sau thảm quả sóng thần tại Fukushima, Nhật Bản, nghệ nhân gốm Toshiharu Onada đã đủ can đảm để trở về nhà. Hiện ông Onada đã di chuyển những chiếc lò nung gốm cuối cùng trở về vùng đất Fukushima. Là thế hệ thứ 13 trong một gia đình có truyền thống về nghề làm gốm tại thị trấn Naimi, gần nhà máy hạt nhân Daiichi Fukushima, Nhật Bản. Ông Toshiharu Onoda đã buộc phải rời quê hương 10 năm trước khi xảy ra thảm họa kép, động đất sóng thần. Sau 10 năm rời xa quê hương, trong những ngày đầu tháng 3 năm 2021, cuối cùng ông Onoda đã mang những chiếc lò nung gia truyền trở về chính nơi gia đình ông lập nghiệp từ hàng trăm năm trước. Đó là ký ức mà tôi không thể nào quên. Các lò nung trước mà tôi bắt đầu rung lắc, đó là khi trận động đất bắt đầu. Mọi thứ di chuyển và tôi không thể bước đi dù đang cố gắng chạy thoát. Mười năm sau thảm họa, những khu vực bị ảnh hưởng như Naimi vẫn đang vật lộn để phục hồi. Cư dân tỉnh Fukushima sống ở các khu vực cách nhà máy hạt nhân 20 km và các khu vực khác có mức độ phóng xạ cao đã được lệnh sơ tán ngay trong năm 2011. Khoảng 160.000 người chạy đến những vùng khác trong tỉnh Fukushima hoặc các tỉnh khác. Không ít người chạy sâu vào đất liền để chân vùi nỗi sợ thảm họa kép. Vào lúc đỉnh điểm, hơn 470.000 cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về việc quay trở lại Namika, thế nhưng sau 10 năm, tôi quyết định trở lại và việc đầu tiên là dọn dẹp lại nơi này. Sau 10 năm, một nửa số thợ gốm của Nami đã nghỉ việc, ngay cả chất liệu đất sét và men xanh để làm nên những chiếc bình gốm Oborisoma Yaki, loại bình gốm nổi tiếng chỉ có ở Fukushima, cũng khó có thể tìm lại sau đống đổ nát. Hiện nay, nhiều lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ. Diện tích vùng giới hạn người sống cũng thu hẹp từ 1.150 km2 xuống còn 337 km2, trong đó có Nai mi. Nhưng kể từ khi thị trấn này được mở cửa trở lại một phần, vào năm 2017, chỉ có 1.100 người trong tổng số 21.000 người đã từng sinh sống tại đây quay trở lại. Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 3, Campuchia đã ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 tăng đột biến, lần đầu tiên ở mức ba con số. Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố ở Campuchia đã cấm không cho tổ chức lễ cưới hay tụ tập nơi đông người. Lệnh cấm được đưa ra sau khi có hai trường hợp mắc bệnh từ thủ đô Phnom Penh đến dự tiệc cưới tại tỉnh Kamboz và Ta Keo. Theo Bộ Y tế Campuchia cho biết, nếu số ca lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục tăng như hiện nay, chỉ trong vài ngày tới, Campuchia sẽ không còn đủ giường bệnh để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Vâng, dịch bệnh Covid-19 có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người nhưng không làm mất đi tinh thần và niềm đam mê của mọi người. Trong đó có một cụ ông ở nước Mỹ. Dù đã gần 90 tuổi và sống giữa tâm dịch ở New York, nhưng ông vẫn say mê với bộ môn khiêu vũ và những điệu nhảy sôi động, hy vọng dịch sớm qua đi để trở lại cuộc sống như trước. Ông Bob Horseman, 89 tuổi, sống ở New York, Mỹ, đã được tiêm vaccine COVID-19, hy vọng sẽ quay trở lại hoạt động khiêu vũ yêu thích của mình. Tôi đã nhảy điệu salsa, samba, tôi đã nhảy khoảng 75 năm ở thành phố New York. Hiện ngày càng nhiều người Mỹ được tiêm chủng ngừa COVID-19 và mọi người hy vọng rằng các hoạt động văn hóa giải trí có thể lại được diễn ra. Ở công viên Bryan có một chương trình khiêu vũ diễn ra vào tháng 5. Tôi hy vọng họ sẽ tổ chức được. Không có gì chắc chắn nhưng tôi rất mong đợi. Ông Bob là một trong những người cao tuổi cảm thấy rất may mắn, biết ơn vì đã được tiêm phòng và vẫn khỏe mạnh để có thể trở lại cuộc sống như trước và trái hết mình với sở thích gắn bó với ông bao năm qua. Ngày nay, với sự bùng nổ của nhiều công nghệ, các giải pháp trang trí nhà kỹ thuật số và các khu nhà ở sẵn chỉ cần trả tiền mua nhà là khách hàng có thể đến ở luôn, đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân đất nước Trung Quốc. Chị Hu sống ở thành phố Thượng Hải, đang chăm chú sửa sang ngôi nhà của chị với sự giúp đỡ của một chương trình kỹ thuật số. Tôi có thể sử dụng phần mềm để điều chỉnh liên tục các thiết kế theo ý mình, từ đó tạo ra một ngôi nhà mà tôi ưng ý và cũng đỡ mất thời gian. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trang trí nội thất hiện đang sử dụng nhiều công nghệ cho phép người dùng thăm các phòng trưng bày kỹ thuật số, chọn đồ đạc, theo dõi quá trình tu sửa, tất cả đều thông qua Internet. Nhiều cửa hàng chuyên về trang trí nội thất gia đình cũng tận dụng ưu điểm này trong mảng bán hàng trực tuyến doanh số bán hàng trực tuyến tăng gấp nhiều lần so với bán hàng trực tiếp, chúng tôi đã nhận được hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong một lần phát livestream. Chúng tôi cũng thu hút người tiêu dùng thông qua các sự kiện trực tuyến, tạo điều kiện cho họ tham gia thiết kế, tham gia các phòng trưng bày và theo dõi tiến trình cải tạo trên internet. Ngoài số hóa để thiết kế và cải tạo nhà, khách hàng cũng có xu hướng lựa chọn những ngôi nhà đã được thiết kế và trang bị đầy đủ các thiết bị, hệ thống điện nước để dọn vào ở luôn. Nhiều công ty cho biết những ngôi nhà kiểu này sẽ là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc trong tương lai, khi thu nhập của họ khá giả hơn. Một bức tranh hiếm của họa sĩ theo truyền phái ấn tượng người Pháp Francis Picabia dự kiến sẽ được mang ra bán đấu giá tại thủ đô Paris của nước Pháp vào khoảng cuối tháng 3 này. Bức họa mang tên La Corrida hay đấu sĩ trên sân được họa sĩ Francis Picabia sáng tạo vào năm 1941. Nó được xem là một trong những tác phẩm đẹp nhất của ông và là một trong những bức tranh đặt nền móng cho nền hội họa hiện đại của thế giới. Tác phẩm La Corrida được kỳ vọng sẽ mang đến 2,3 triệu euro trong cuộc bán đấu giá do hãng Sotheby tiến hành. Bức tranh này miêu tả sống động cuộc đấu bò trên một đấu trường, trong đó một đấu sĩ đứng trên mũi giày của mình giơ cao tấm vải đỏ trong khi con bò lao tới ở phía sau lưng. Phía trước anh là một đấu sĩ khác đang ngồi trên lưng ngựa bức tranh này thuộc bộ sưu tập tư nhân của gia đình người Thụy Sĩ trong suốt nhiều thập niên này và chưa từng được đưa ra đấu giá kể từ năm 1972. Theo kế hoạch nó sẽ được nhà đấu giá Sotheby's bàn đặt trưng bày trước công chúng từ ngày 19 tháng 3 tại thủ đô Paris của nước Pháp sau đến ngày 25 tháng 3 tới tác phẩm sẽ được mang đi đấu giá. Song Bóp, Pikachu và Doraemon đã có mặt tại một bãi đổ xe dưới tầng hầm tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc. Đây là xu hướng mới trong trang trí chỗ đổ xe tại thành phố này. Với khoảng 230 đô la Mỹ, các lái xe có thể tự ý trang trí khu vực đỗ xe của mình theo ý muốn và những nhân vật hoạt hình như thế này là xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn trong thời gian gần đây. Chị Giang Xin Zhao đã chuyển từ nghề thiết kế đồ họa sang vẽ tranh tại bãi đỗ xe cho biết công việc mới này đã mang cho chị thu nhập tốt hơn. Lúc mới ra trường, tôi làm thiết kế đồ họa với mức lương khoảng 770 đô la Mỹ mỗi tháng. Sau đó tôi bắt đầu chuyển sang vẽ tranh tại các bãi đỗ xe với thu nhập khoảng 1.800 đô la Mỹ mỗi tháng. Đặc biệt dịp Tết thu nhập của tôi còn cao hơn. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, những nét phát họa thô của nhân vật Chase trong loạt phim hoạt hình những chú chó cứu hộ đã được hoàn thiện. Một vài người bạn của tôi cũng đã chọn dịch vụ này. Các con tôi rất thích nhân vật Chase nên tôi đã chiều các cháu. Dịch vụ vẽ hình trên bãi đỗ xe là một sáng kiến của anh Du Hào, người đã thành lập công ty nghệ thuật vẽ tranh độc đáo này. Các khách hàng của chúng tôi phần lớn là thế hệ 8x và 9x, họ có tư tưởng thoải mái, do đó chúng tôi dễ dàng tiếp cận đối tượng khách này. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành khoảng 400 đơn đặt hàng với giá trung bình mỗi đơn 227 đô la Mỹ. Ngày càng nhiều bãi đỗ xe tại thành phố Thành Đô Trung Quốc sử dụng dịch vụ trang trí có 102 này. Nhà sáng lập ý tưởng này cũng hy vọng sự khởi sắc của dịch vụ sẽ mang lại thu nhập cho các bạn trẻ theo ngành nghệ thuật, đồng thời thay sắc áo mới cho những bãi đỗ xe trong thành phố. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới nghiên của chúng tôi hôm nay tại đây. Xin được kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.